Vương Tổ Hiền, mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Hồng Kông bị xã hội đen khống chế, hai lần bị lừa tình và cái kết bất ngờ. Những năm 90 là giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông với sự xuất hiện của vô số những giai nhân nghiêng nước nghiêng thành. Họ đều sở hữu vẻ đẹp hút hồn và là nữ thần trong cảm nhận của hàng triệu người hâm mộ. Vương Tổ Hiền, nàng nhất tiểu tiến đẹp nhất trên màn ảnh cũng là một trong số đó. Nhắc đến Vương Tổ Hiền người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến mỹ nhân hàng đầu châu Á một thời nhưng lại có cuộc đời chuyên chuyên chuyển tình duyên, hoàn toàn trái ngược với những thành tựu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Cuộc đời người đẹp họ Vương hoàn toàn có thể dừng thành phim với những nút thắt ly kỳ, kịch tính. Vương Tổ Hiền sinh năm 1967 là cô con gái trưởng của một gia đình danh giá, ông đổi Vương Quốc Viên là nhà sử học nổi tiếng của Đài Loan và từng gia nhập quân đội cha cô Vương Tiểu Hoàng là tuyển thủ bóng rổ quốc gia của Đài Loan. Là con út trong nhà và cũng là cô con gái duy nhất, từ nhỏ Vương Tổ Hiền đã được yêu chiều hết mực. Có thể nói rằng, ngoài việc thành tích học tập không cao thì cuộc sống của người đẹp họ Vương cũng chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Với khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao được thừa kế từ cha, ngay từ khi còn đi học, Vương Thổ Hiền đã là một kiện tướng trong lĩnh vực thể thao được bạn bè khuyên nhủ cô đã theo học trường nghệ thuật quốc quang của đài loan và nhanh chóng trở thành hoa khôi sạc đường của trường này như lời bạn học của vương tổ hiền kể lại khi đó cô gần như được các bạn nam trong toàn trường theo đuổi mỗi ngày đều có người ghé vào cửa để nhìn lén người đẹp mỗi buổi sáng trên bàn học của cô lúc nào cũng tràn ngập những bữa sáng tình yêu Năm 1982, khi mới 15 tuổi, Vương Tổ Hiền đã được lọt vào mắt xanh của nhãn hiệu nổi tiếng Adidas và được mời quay quảng cáo. Cũng từ đây, cái duyên của cô với làng giải trí cũng được bắt đầu. Năm 1984, Vương Tổ Hiền đã chính thức gia nhập xe buýt khi đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay. Năm nay, phen hồ sẽ rất lạnh, do đạo diễn Đài Loan nổi tiếng Dịp Kim Cam sản xuất. Cũng chính bộ phim này đã khiến cô được đề danh tại giải thưởng Kim Mã danh giá. Tại lễ trao giải, Vương Thổ Hiền nhận được sự quan tâm đặc biệt của công ty điện ảnh Thiểu Thị và được ký hợp đồng 8 năm với mức giá cao ngất ngược 250.000 tệ khoảng 826 triệu đồng, trong khi ở Đài Lục tiền cắt xe của diễn viên chỉ vài chục tệ chưa đến 100.000 đồng. Được hết lòng nâng đỡ, Vương Thổ Hiền đã có được rất nhiều cơ hội được hợp tác với những đạo diễn, diễn viên nổi tiếng trong mạng điện ảnh. Đến năm 1987, vai diễn giúp Tiểu Thiến trong phim Thị nữ u hồn đã khiến cho sự nghiệp của Vương Thổ Hiền tiến thêm một bước lớn. Thế nhưng, ít ai biết rằng Vương Thổ Hiền cũng không phải là nữ diễn viên được đạo diễn từ khắc lựa chọn. Vương Thổ Hiền đã từng nài nỉ đạo diễn để có được cơ hội thử sức với vai diễn này. Khi xuất hiện với bộ trang phục màu đỏ, người đẹp họ Vương đã khiến cho mọi người phải chấn động và từ khắc cũng đã phải thốt lên rằng đây chính là nhiếp tiểu thiến mà tôi muốn tìm như vậy vương tổ hiền đã tạo nên một hình ảnh kinh điển trên màn ảnh mà cho tới nay vẫn không ai có thể vượt qua nổi có người đã nhận xét rằng diễm nhưng không tục khí chất bị ai độc đáo của cô ấy đã thể hiện nhân vật một cách hoàn hảo sau vương tổ hiền thế gian sẽ lại không có nhiếp tiểu thiến nữa nhiều bộ phim này vương tổ hiền đã được đề danh cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải kiên tưởng và được mệnh danh là tứ đại hòa đán của hồng kông ngang hàng với Trường mạn ngọc trung sở hồng Quan Chi Lâm Đạo diễn từ khác đã từng khen ngợi Vương Tổ Hiền đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành, không cần phải trang điểm. Một trong tứ đại tài tử Hồng Kông, nhà văn nổi tiếng nghề khuôn, đã ca ngợi nhan sắc của Vương Tổ Hiền. Diễm Quang bắn ra bốn phía không thể nhìn gần. Không ít người đã nhận xét rằng nếu nhất định phải nói một cách khái quát về vẻ đẹp của Vương Tổ Hiền, có lẽ có thể dùng một câu của Bồ Tùng Linh. Nhân gian không có bậc tuyệt sắc này, không phải yêu thì là hồ khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, Vương Tổ Hiền đã để lại những dấu ấn khó quên trên màn ảnh. Vào vai nữ quỷ trong phim Âm Dương Pháp Vương, Vương Tổ Hiền đã gây bão không chỉ ở Đài Loan mà còn cả ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Cũng nhờ thế mà cô đã trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất ở nước ngoài và được mảnh xanh là đệ nhất mỹ nhân châu Á ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Đến nay, rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng ở hai nước này vẫn cho biết Vương Tổ Hiền là thần tử của họ. Đại mỹ nhân họ Phương cũng từng hợp tác với rất nhiều những siêu sao như Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát và tạo nên những tác phẩm kinh điển trên màn ảnh. Đặc biệt trong năm 1993, cô đã quay chụp đến 7 bộ phim điện ảnh do đạo diễn từ khắc giám chế như Thanh Xà Bạch Xà, Đông Phương Bất Bại, Phòng Vân Tái Khởi. Xinh đẹp tài năng nhưng chuyện tình cảm của Vương Tổ Hiền lại chẳng được thuần buồm xuôi gió. Trong đó, hai mối tình gây tranh cãi nhất của cô phải nói đến là nam ca sĩ Tê Tân, trang lãng tử nổi danh của xe buýt và đại gia Lâm Kiến Nhạc, chồng cũ của nữ diễn viên Tả Linh Linh. Năm 1986, Vương Tổ Hiền và nam tài tử Tê Tân đã quen biết khi hợp tác trong một bộ phim. Khi ấy, Vương Tổ Hiền mới 19 tuổi nhưng đã được bầu chọn là một trong tứ đại mỹ nhân của Hồng Kông. Còn Tê Tân, 26 tuổi, là nam ca sĩ đình đám lúc bấy giờ với mái tóc dài, đậm chất rock and roll khiến cho hàng triệu cô gái phải siêu lòng. Để bồi dưỡng ăn ý cho hai diễn viên chính, đạo diễn đã yêu cầu Tê Tân mang hoa đi đón Vương Tổ Hiền ở sân bay thế nhưng trong lần đầu gặp mặt vương tổ hiền chỉ cảm thấy tể tần khá lùn không có cảm giác gì đặc biệt hơn nữa còn đeo cho nữ diễn viên cả một vòng hoa vào cổ trong khi cô bị dị ứng phấn hoa nên đã tỏ vẻ kiêu căng và nói tôi không thích hoa cứ như vậy cặp oan gia này đã không ít lần tranh cãi mặt nặng mày nhẹ với nhau ở phim trường thế nhưng trong thời gian hợp tác họ cũng dần nảy sinh tình cảm với nhau có thể nói rằng truyền tình của họ có một khởi đầu như tiểu thuyết ngôn tình vậy sau khi công khai tình yêu, Vương Tổ Hiền đã tiết lộ về mối tình của chính mình. Khi đó, cô và Tề Tần có chút mâu thuẫn với nhau mà đạo diễn lại mong hai diễn viên chính có thể trò chuyện nhiều hơn nên đã đề nghị Tề Tần xảy Vương Tổ Hiền ca hát. Có lần đã tới giờ hẹn học hát nhưng Tề Tần mãi không xuất hiện. Người đẹp họ Vương đã chờ đến 3-4 tiếng thì Tề Tần mới có mặt với mùi trường nồng đặc cảm thấy không được tôn trọng, Vương Tổ Hiền đã tức giận, định bỏ đi, nhưng nam tài tử đã giữ cô lại và đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô và nói, hôn anh đi. Vương Tổ Hiền chia sẻ, lúc đó cô bỗng có cảm giác sao xuyến nên đã hôn tề tần và cũng từ đó họ đã đến với nhau. Năm 1987, Tê Tân phát hành album Đồng Vũ, Năm 1987, Tê Tân phát hành album Đông Vũ, trong đó ca khúc Ước Trừng ở mùa đông đã khiến cho làng nhạc phải xôn xao. Được biết khi Vương Tổ Hiền về Đài Loan gặp người yêu, Tê Tân đã ngắm nhìn cô nghỉ trưa và hoàn thành bài hát chỉ trong vòng 10 phút. Có thể nói, bài hát với những giai điệu tuyệt đẹp này là minh chứng quan trọng cho tình yêu của họ. Khi nói về tình yêu với chàng lãng tử xe biết, Vương Tổ Hiền đã từng nói, anh ấy chẳng những có tài năng mà còn chăm sóc tôi rất nhiều, chúng tôi rất hợp nhau, còn Tê Tân thì nói đến trong từ truyện của mình. Tình yêu của tôi và Vương Tổ Hiền là kiểu yêu người mà bạn từng ghét một cách không thể kiềm chế được. Cứ cho rằng hạnh phúc đã trong tầm tay nhưng sự thật lại chứng minh rằng người đẹp này đã quá người thơ. Vương Tổ Hiền chủ yếu phát triển sự nghiệp ở Hồng Kông trong khi Tề Tân lại chú tâm vào thị trường Đài Loan, cứ như vậy, tình cảm của họ đã dần phai nhạt. Trong lúc nữ minh tinh đang cô đơn lại mệt mỏi vì bị các thế lực xã hội đen liên tục ép đóng phim, tỷ phú Lâm Kiến Nhạc đã xuất hiện. Không chỉ theo đuổi một cách nhiệt tình mà còn giúp cô ra mặt, giúp cô ngăn cản những phiền toái từ giới mafia. Tuy nhiên khi ấy, Lâm Kiến Nhạc đã có gia đình, bà xã của ông là nàng thơ của Quỳnh Giao, Tả Linh Linh và đã sinh cho nhà họ Lâm, năm đứa con. Vốn là người cao ngạo, Vương Tổ Hiền quyết không chịu làm kẻ thứ ba. Nhưng khi vị đại gia này cho biết ông đã sống ly thân với vợ, nàng nhiếp tiểu thiến lại nhẹ giả cả tin và quyết định hẹn hò với người tình lớn tuổi. Năm 1993, trong khi đang đi du lịch, Lâm Kiến Nhạc, Vương Tổ Hiền đã bị giới paparazzi Hồng Kông bắt gặp và thông tin hẹn hò cũng khiến cho cả làng giải trí phải chấn động. Thậm chí còn có tin đồn Lâm Kiến Nhạc đã mua một căn biệt thự cao cấp bạc tỷ trên núi để tặng cho nữ diễn viên. Chính vì thế, Vương Tổ Hiền đã nhận vô số gạch đá từ dư luận và bị gắn mác là tiểu tam, hám tiền. Vốn thuận lợi trong sự nghiệp từ khi gia nhập xe buýt cho đến lúc đó, Vương Tổ Hiền chưa bao giờ phải chịu tai tiếng lớn đến như vậy. Đã nhiều lần lên tiếng để giải thích về mối quan hệ của cô với người tình giàu có, cô nói đây chỉ là lời đồn, tôi và anh ấy đi ăn cơm hai lần, nhưng Thành Long và nhiều người bạn tốt trong showbiz cũng đều có mặt. Tôi chưa từng hẹn hò một mình với anh ấy, lại vô duyên, vô cớ, dính phải lời xèm pha. Tôi thực sự vô tội. Trước kia anh ấy có vợ, tôi không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn phá hoại gia đình người khác, nên không qua lại với anh ấy. Sau đó, anh ấy làm thủ tục ly thân, tạm thời độc thân. Chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò. Thậm chí vốn là người kín tiếng với truyền thông nhưng Vương Thủ Hiền lại chủ động mời phóng viên đến nhà mình và giải thích rằng các nhà này là do cô tự bỏ tiền, mồ hôi nước mắt ra mua chứ không phải là quà tặng của Lâm Kiến Nhạc. Dù vậy, Vương Thủ Hiền vẫn không thoát khỏi sự chỉ trích của dư luận, mọi việc càng lên đến đỉnh điểm khi mẹ của Lâm Kiến Nhạc công khai, lên tiếng chỉ trích cô là Hồ Ly Tinh và nói những lời nhục mà coi như con trai tôi cầm tiền đi chơi kỹ nữ, Vương Tổ Hiền cả đời này cũng không vào được cửa nhà họ Lâm, cô ta chỉ là gái bao mà thôi. Những lời móc miệng này đã khiến cho cả Hồng Kông đều biết Vương Tổ Hiền là kẻ thứ ba, hình tượng ngọc nữ của cô hoàn toàn sụp đổ và cũng đặt dấu chấm hết cho tình yêu của cô và Lâm Kiến Nhạc. Đối mặt với sự chỉ trích của dư luận, Vương Tổ Hiền đã suy rút về tinh thần và còn từ chối tất cả những kịch bản đã nhận sang Canada để trốn tránh hiện thực. Năm 1995, Lâm Kiến Nhạc ly hôn nhưng là cặp kè với một sao nữ khác, không hề kết hôn với Phương Tổ Hiện như đã hứa. Lúc này người tình cũ của cô nam tài tử Tây Tân lại chẳng hề oán trách. Tiểu Hiền bỏ tôi để theo Lâm Kiến Nhạc, tôi không tin đây là quyết định của chính cô ấy. Anh đã sáng tác ca khúc Không cho anh nước mắt ở bên anh qua đêm năm 1997 để bày tỏ nỗi nhớ thương của mình gửi tới người đẹp. Khi ở Canada, Phương Tổ Hiền đã nghe được bài này và vô cùng xúc động. Cô đã liên lạc với Nam Thái Tử và cặp đôi này đã chính thức tái hợp sau mấy năm xa cách. Sau khi tái hợp, cặp đôi này đã chẳng ngại ngần công khai tình cảm. Phương Tổ Hiền, người đã im hơi lặng tiếng suốt 3 năm, đã xuất hiện tại buổi biểu diễn của Thể Tần công khai bày tỏ tình yêu. Cứ như vậy, cặp đôi này đã quyết định kết hôn. Họ cùng nhau tới Los Angeles, Đài Loan, mua nhà. Cha mẹ hai bên cũng coi nhau như thông gia. Thế nhưng, vào năm 2001, khi việc chuẩn bị cho hôn lễ còn chưa hoàn thành thì biến cố lại ập đến. Phương Mỹ Phương, bạn gái cũ của Tề Tần đã xuất hiện cùng với con riêng của hai người, đã đâm đơn kiện anh ra tòa, đòi số tiền cấp dưỡng khổng lồ. Danh tiếng của Tề Tần bị ảnh hưởng nặng nề, Vương Tổ Hiền cũng bị mỉa mai là chưa cưới đã thành mẹ kế. Đau khổ, thất vọng về tình yêu, Vương Tổ Hiền đã quyết định rời khỏi làng giải Trí. Đầu năm 2002, Vương Tổ Hiền một mình đi tới Vancouver của Canada, sống một cuộc sống tự do, bình dị, mỗi ngày đọc sách, đi lễ Phật và rất ít khi về Hồng Kông. Khi nói về tình yêu, người đẹp này có chút nản lòng. Trong từ điển của tôi, không có hai chữ kết hôn.